Phật không nghĩ bàn lìa phân biệt, thấy rõ mười phương chẳng có tướng, vì đời rộng mở đạo thanh tịnh, như thế tịnh nhãn quán thấy được. Phật không nghĩ bàn lìa phân biệt, Phật là nửa chữ phạn, đầy đủ là Phật Đà Gia, Phật Đà Gia dịch là giác giả, tức là bậc giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Giác ngộ Pháp Thế gian là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Pháp xuất Thế gian là thường, là lạc, là ngã, là tịnh. Nói đơn giản, giác ngộ những gì mê hoặc chúng sinh, biết rõ những gì chúng sinh chấp trước, buông bỏ những gì chúng sinh buông bỏ chẳng đặng. Giác ngộ tất cả các pháp đều là từ duyên mà sinh, từ duyên mà diệt. Do đó, ba giác tròn vạn đức đầy, tức là Phật. Vậy ba giác là gì? Một tự giác, tức là tu pháp bốn diệu đế hoặc là pháp mười hai nhân duyên mà giác ngộ nhị thừa là tự giác, phàm phu thì không giác. Cho nên nói tự giác và phàm phu chẳng giống nhau. Có người cho rằng mình lạ giác, thực ra là mê trong mê. Tại sao? Vì họ không những không nhận thức được giác, mà cũng không nhận thức được mê. Phải biết không giác tức là mê, mê tức là hồ đồ. Tự mình cho rằng không mê, loại người này đáng thường xót nhất hai giác tha tức là tu pháp đục độ tự mình minh bạch rồi cũng dạy người khác minh bạch cho nên nói giác tha khác với nhị thừa nhị thừa là tự giác bồ tát là giác tha bậc nhị thừa tự mình đã giác ngộ pháp sinh tử rồi không muốn đi giáo hóa kẻ khác chỉ muốn làm liễu hán mà không muốn hành bồ tát đạo bà giác mãn tức là tự giác huệ đầy giác tha phước đầy phước huệ đều đủ vạn đức tròn đầy đức phật là giác mãn cho nên nói giác mãn khác với bồ tát bồ tát tuy nhiên trí huệ tự giác viên mãn rồi nhưng công đức giác tha chưa đầy đủ cho nên tận sức hành bồ tát đạo tăng trưởng phước đức cảnh giới của phật không thể dùng tâm thức của chúng ta để phân biệt trong bổn kinh hoa nghiêm này có nói nếu người muốn biết cảnh giới phật hãy tịnh ý mình như hư không nếu có người muốn biết cảnh giới của Phật nên thanh tịnh ý niệm của mình, khiến cho giống như hư không, không có phân biệt, không có chấp trước, mới có thể minh bạch được một chút cảnh giới của Phật. Thấy rõ mười phương chẳng có tướng, tướng của Phật là vô tướng, chẳng phải không có tướng, mà là tướng của Phật, tuy nhiên tận hư không khắp pháp giới, nhưng chúng ta không cách chi thấy được tướng của Phật, không cách chi minh bạch được tướng của Phật. Tại sao? vì chúng ta ở trong tướng của phật không biết tướng của phật cỡ nào cho nên nói thấy rõ mười phương chẳng có tướng vì đời rộng mở đạo thanh tịnh phật vì tất cả chúng sinh thế gian rộng mở đủ lại đạo thanh tịnh lập đủ lại phương tiện pháp môn để giáo hóa tất cả chúng sinh độ tất cả chúng sinh đạo thanh tịnh là gì thanh tịnh là chẳng có tư tưởng ô nhiễm Đạo là con đường Đức Phật giáo hóa chúng sinh Tù Pháp chẳng có ô nhiễm Đi trên con đường chẳng có nhiễm ô Như thế mới có thể ra khỏi trần lao Như thế tịnh nhãn quán thấy được Diệu Pháp thành tịnh và đạo thanh tịnh như thế Chỉ có thành tịnh cùng Đức Nhãn Thiên Vương Mới quan sát được và biết rõ được cảnh giới vô tướng của Phật Trí huệ như lai không bờ mé Tất cả thế gian không lường được dứt trừ si tối của chúng sinh, đại huệ thâm nhập pháp môn này. Trí huệ như lai không bờ mé, trí huệ của Phật chẳng có bờ mé, chẳng có hạn lượng. Giáo nghĩa của Phật giáo cũng không bờ mé, bất cứ là Phật giáo đồ hoặc không phải là Phật giáo đồ, đều bao quát ở trong Phật giáo. Tin hay không tin chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn mà thôi, thành Phật không thành Phật cũng là vấn đề sớm muộn tại sao nói phật giáo chẳng có bờ mé thì tâm chúng sinh chẳng có bờ mé nghĩa là tâm chúng sinh lớn bao nhiêu thì phật giáo lớn bấy nhiêu bất cứ bạn tin phật hay không tin phật đều ở trong phạm vi phật giáo không thể ra ngoài phật giáo phật pháp tận cùng hư không khắp pháp giới chẳng có giới hạn bất cứ là hữu tình động vật hoặc vô tình khoáng thực vật đều có phật tính phật tính là bình đẳng chẳng có khác biệt cho nên phật giáo chủ trương tất cả chúng sinh đều có phật tánh đều có thể thành phật chẳng có phân biệt chẳng có đẳng cấp một luật bình đẳng đó là chỗ tư tưởng vĩ đại của phật giáo